Kính chào các bạn Happy New Year Bây giờ gần Tết rồi các bạn Gần Tết ta rồi Cho nên Là người Việt kia và người gốc Việt Đi về Việt Nam chơi khá nhiều đúng không Nhất là trong năm thì cái đợt này là về nhiều nhất Bây giờ là đã, đã, đã đang về rồi Sau Tết Tây là đã về rồi các bạn À, thì người ta làm ăn xa nhưng mà đến tết thì người ta về xung họp gia đình về thăm cha thăm mẹ thăm ông thăm bà thăm anh thăm em à, những người mà việt nam đi lao động về chẳng hạn hoặc là ngay cả những người mà người gốc việt á, người ta nếu mà có thời gian á, à, thì người ta cũng đi về việt nam các bạn à, và tôi cũng khuyến khích như <laughs> vậy việt nam đất nước của mình dù nghèo dù đó gì là cũng quốc gia của mình phải các bạn đất nước của mình đúng không tôi nói vậy không phải là vì cộng sản đâu nha vì vì đất nước vì dân tộc <laughs> chứ không phải vì cộng sản nha à, thôi bây giờ mình gác cái chuyện này qua bên này mình nói chuyện khác này cái mùa này là cái mùa kiếm tiền của hải quan cái mùa kiếm tiền của hải quan sân bay các bạn cho nên à, mấy bạn việc kia và người gốc việt đó, đi về là tôi dặn rồi phải nhớ bỏ tiền của passport bỏ tiền vô passport bởi nó giá cao rồi nhé à, tôi thường thường á tôi thì hơi sột hơn một chút à, Cách đây à, những những cái năm trước mà tôi về các bạn thì bình thường tôi bỏ vô đã hai đô rồi à, trong khi những người khác thì tôi lên mạng tôi coi thì có người bỏ 5 đô 10 đô ít ai bỏ hai chục đô lắm. À, thỉnh thoảng Thường tôi bỏ 20 đô các bạn Tại vì cái giá mà, tôi xem trên mạng là cỡ chừng có người 5 đô, 10 đô à, 10 đô là đa số 20 đô giống như tôi là thỉnh thoảng thôi nhưng mà tôi chơi <laughs> sột Tôi biết ý tôi chơi sột các bạn à, Thì Việt Kiều và người gốc Việt á Nhất là Việt Kiều Việt Kiều có nghĩa là người Việt Nam Mà làm việc ở nước ngoài các bạn Mà đi về Việt Nam hoặc là đi ra lại Việt Nam Là cái món này phải có à, Bắt buộc nha còn không thì nó, nó có dỡ passport lên nó lật qua lật về lật qua lật mãi thôi mà ngay cả những người gốc việt tức là những người mà đã có quốc tịch nước ngoài rồi mà đi về việt nam á, thì cũng phải nên cả tiền vô à, cái là chuyện này không ai bắt buộc nha <laughs> bắt buộc nhưng mà nên cả tiền vô không á, thì có thể nó lật qua lật về là lật lui lật tới mãi nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghe một số người á, à, lại là không thành vấn đề họ không bao giờ cho tiền nhưng mà họ là có được cái số này không có nhiều các bạn đa số là phải bỏ tiền vào passport thì mấy lâu nay tôi nghĩ là chỉ có việc kia và người gốc việt thì mới bị cái cảnh này chứ còn tôi không bao giờ mà tôi dám nghĩ tới mà hải quan mà dám đòi tiền những cái người mà không phải người việt nam không liên quan gì đến việt nam tại vì tôi nghĩ những người hải quan là người ta còn sợ Người tôi không biết sợ Tại vì những người này là sẵn sàng người ta báo cáo liền á à. Thế còn người gốc Việt với với Việt Kiều thì nhiều khi mình không có báo cáo mình mình biết cái kiểu Việt Nam nó như vậy Với thứ hai nữa là mình báo cáo lẫn thù vặt xong rồi mình lại là nhiều khi cần về Việt Nam là không về được à, Nhưng mà bây giờ nó khác rồi các bạn Bây giờ hải quan Việt Nam nó bạo à. lắm <laughs> Mẹ nước ngoài nó cũng tha luôn Người không liên quan gì đến Việt Nam nó cũng tha luôn nó chơi láng mà bữa nay giá cao rồi nhé giá cao rồi nhé từ 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 tôi chia sẻ với các bạn chờ một chút <laughs> mùa này mùa làm ăn rồi tụi hai con <laughs> lát nữa lát nữa tôi tôi bình luận các bạn là tại sao họ làm như vậy bình tĩnh nha, bình tĩnh cho tôi uống nước trà <cười> <cười> ngày hôm qua các bạn ngày hôm qua nha à, ngày hôm qua thì có một cái vị khách à, khách này là ở Singapore nhưng mà tôi cũng biết là ông quốc tịch gì à, như tôi thấy cái mặt ông Ấn Độ các bạn ông tên là Kugan Pillai à mình hôm qua các bạn thì ông này là từ Hà Nội từ sân bay Hà Nội đi về lại Singapore à, thì ông bị hải quan Hà Nội đòi tiền Liêu á mà mạng liều mạng nha bây giờ à, tôi đưa ông viết trên facebook nha anh viết trên facebook ông, anh phàn nàn viết trên facebook à, tôi chụp được bây giờ tôi đưa lên cái màn hình à, rồi tôi và các bạn cùng xem cái nội dung nó như thế nào các bạn nha rồi mình bình luận sau à, ok đây là cái ông là ông tên là cu gan cu gan à, i was at Hanoi Airport Immigration Departing to Singapore today today tức là ngày hôm qua các bạn uh, when this immigration official brought tips on my ticket on my air ticket tôi à, tạm dịch thế này các bạn tôi là ở sân bay uh, hôm nay hôm nay hôm nay tức là ngày hôm qua đó à, tôi đã ở sân bay uh, Hà Nội ngay cái ngay cái chỗ mà À, ngay cái chỗ hải quan á, trên đường đi về Singapore, thì khi mà một cái người à, hải quan này á, viết viết à, cái chữ gọi là tip trong cái vé máy bay của tôi, he was holding my passport and asking for it. Anh ta à, để giữ cái hộ chiếu của tôi à, và và hỏi về cái tiếp đó. À. Tôi hỏi anh ta. Là cái gì. Cái gì. Thì anh ta chỉ vào. Những cái gì mà anh ta đã viết. I didn't know what to do. Tôi không biết làm gì. Và. Để mà. Kêu ai. Để có sự giúp đỡ. Và. I was also watching my loại và tôi rất là vội vàng trong chuyến bay của tôi. tôi 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 đưa tôi đưa anh ta vào tôi đưa anh ta vào cái đoạn cuối cái đoạn cuối khi khiến anh ta rời năm trăm đồng năm <laughs> trăm đồng các bạn và tôi đã báo cho anh, anh báo cho gọi là singapore mfa tôi cũng biết cái chỗ này singapore mfa chắc là cái chỗ gì mà liên quan đến singapore này tôi đã báo vấn đề này cho mfa của singapore và tôi biết cái chuyện này nó có thể bình bình thường ở những cái nước nhưng mà tôi cảm giác rằng tôi đang bị giữ như một con tin nếu mà tôi không có đưa tiền và tôi sẽ không được à, đóng cái dấu vào passport <laughs> à, và anh ta anh ta tap này à, anh ta tap Singapore Ministry of Foreign Affairs à như vậy là lúc nãy anh ghi là Singapore MFA ấy, có nghĩa là Singapore Ministry uh, of Foreign Affairs các bạn rồi ảnh anh, anh tap thêm nữa là Singapore Embassy in Hà Nội và anh tap tiếp nữa là Consulate General in Ho Chi Minh City, ha <laughs> ha, được chưa? Và các bạn thấy là anh ta chụp một cái hình mà cái người hải quan Hà Nội này biết tip. và anh ta không quên chụp cái hình ảnh của cái ông hải quan này, ông hải quan này lại là, là đang đeo khẩu trang. Như vậy các bạn, như vậy các bạn thấy rằng cái việc mà vòi tiền của hải quán ở Hà Nội ở nội bài rất là công khai các bạn mà người ta có thể nói là không chừa một anh Tôi vào Facebook của anh Kogan lại là anh này là gốc Ấn Độ mà anh đang sinh sống tại Singapore à, nói chung là ảnh là hoặc là có quốc tịch Singapore hoặc là có quốc tịch Ấn Độ thì anh không có liên quan gì đến Việt Nam thì anh đi Hà Nội làm việc gì đó thì mình không có rõ có lại đi công việc gì đó không biết à, và, và điều này không quan trọng các bạn và điều quan trọng tôi muốn nhắn gửi Với các bạn rằng là bây giờ hải quan bây giờ cái mùa này là mùa họ kiếm tiền và như các bạn thấy là họ không trừ một ai à, kính chào các bạn thì trước đây tôi cứ nghĩ là hải quan việt nam người ta vòi tiền qua cái cổng hải quan ở sân bay là chỉ là những người nó liên quan đến người việt nam ví dụ như là việt kiều và người gốc việt việt kiều có nghĩa rằng là người việt nam quốc tịch việt nam mà đang học tập và làm việc ở nước ngoài và những cái dịp tết này là người ta trở về nhà người ta thăm nhà sau đó người ta đi lại cái đối tượng cái nhóm việt kiều này là chắc chắn là bị luộc à, luộc không đạt không ăn tiền rõ ràng trắng trợn luôn không có sợi, à, không không đưa là coi như là, là, là câu chuyện nó <laughs> lật qua lật về lật bắt qua qua về khỏi luôn và cái nhóm thứ hai cũng liên quan đến người việt mà những cái vị hải quan này có thể làm tiền đó là những người gốc việt người gốc việt có nghĩa rằng là người gốc việt nam mà đã mang quốc tịch nước ngoài họ cũng không tha các bạn cho nên tôi nói hai cái nhóm người việt kia và người gốc việt này mà đi vào việt nam hay là đi ra việt nam nhất là đi vào việt nam à, và tôi khuyên rằng nên bỏ tiền trong passport à, mặc dù cái lời khuyên của tôi là nó không được đẹp đẽ cho lắm <laughs> nhưng mà đó là lời khuyên chân thành <laughs> tại vì tôi luôn luôn như vậy các bạn tôi luôn luôn như vậy à, mà không chỉ là tôi ở canada tôi về việt nam mà trước đây tôi là người việt nam mà tôi đi nước ngoài tôi đi công tác nước ngoài tôi đi du lịch nước ngoài thì tôi đều có tiền tiếp À, tôi chia sẻ các bạn điều này là tôi nói lại nó không có được văn hóa cho lắm nó không có được đẹp cho lắm nhưng mà gần như là chúng ta phải nên có tại vì mà các bạn không có thì là các bạn sẽ gặp khó khăn trong cái chuyện đi vào việt nam thậm chí đi ra nó lật qua lật về nó làm mất thời gian nó hỏi lui hỏi tới rất là mệt à, và có người các bạn là người ta giữ vài cái đồng hồ luôn để làm gì các bạn để kiểm tra hành lý à, nó chơi vậy đó. nó chơi vậy các bạn bên cạnh đó, tôi khuyên các bạn là nên bỏ tiền vào passport bao nhiêu tùy hỷ nhưng mà bây giờ giá bây giờ là 500 ngàn là khoảng chừng 20 đô la Mỹ các bạn <laughs> có giá rồi nhé tôi nghĩ trước đây tôi tiếp 20 đô la là là nhiều nhưng mà thật ra bây giờ cái giá này là giá bình thường rồi <laughs> à, như vậy tôi chia sẻ các bạn á, tôi khuyên các bạn lấy nên nhét tiền vào passport bây giờ tôi có một lời khuyên khác này một lời khuyên này là tôi lấy kinh nghiệm từ một người bà con của tôi ở mỹ à, và anh này là cũng thỉnh thoảng cũng về việt nam và anh tôi bày tôi thế này mà tôi thấy là à, tôi thấy là nó cũng hiệu quả nha à, tức là ông nói thế này ông nói ông nói ông là ông đi đi vô đi ra việt nam tốn tiền 20 đô phí à tôi đi vô đi ra việt nam mà không tốn đồng nào hết trơn tôi ngạc nhiên tôi hỏi mà ông có cách gì hay mà chỉ tôi cái bờ đàn bày tôi các bạn ông nói à, là bây giờ đi vô việt nam nha vô Việt Nam trước thì khi mà ông tới cổng hải quan á hải quan việt nam là ông nói toàn tiếng anh cho tôi à, tôi nghe em có lý ông nói toàn tiếng anh và khi mà hải quan việt nam người ta hỏi lại bằng tiếng việt á là ông cứ ngớ cái mặt ra giống như ông không hiểu vậy đó ông trả lời bằng tiếng anh thì họ sẽ cho ông qua nhanh Tại vì họ nghĩ ông à, Là người nước ngoài Thì họ cho qua nhanh Cái tổ năng không Mà lỡ trường hợp là, là, là nhiều khi cái last name cái họ Ví dụ họ Trần, họ Nguyễn, họ Huỳnh Và người Việt Nam à, Thì người ta nhìn vô người ta biết Việt Nam liền rồi sao Ông nói không sao, không sao cả Mà tôi bài cho bạn tôi hết rồi à, Mặc dù là những cái họ Việt Nam thân thuộc như vậy Nhưng mà cứ mở miệng ra nói tiếng Anh Đừng có nói câu tiếng Việt nào cả Thì những người hải quan này nghĩ là người này là đã sinh sống ở Mỹ rất là lâu rồi mà thậm chí à, là sinh ở Mỹ nữa cho nên hải quan Việt Nam người ta có thể người ta tránh người ta sợ mất tiếng các bạn tôi nghe nói cũng có lý <laughs> tôi nghe nó cũng hợp lý thế là tôi áp dụng liền tôi áp dụng liền à, có một lần tôi vào thôi, nha. À, thì nó hỏi anh tên gì để nó kiểm tra tôi không hiểu gì hết rồi nó hỏi mấy câu tiếng Việt cũng không hiểu gì hết tôi hỏi tôi mới quay lại hỏi pardon tức là nói tiếng Anh nói tiếng Anh xong rồi tôi nói tiếng Anh xong rồi nó cho qua này các bạn à, hiệu quả nha hiệu quả nha cho nên tôi bài các bạn như vậy nha tôi bài các bạn như vậy à, thì khi mà tôi chia sẻ cái điều này cho bạn tôi á mấy bạn tôi ở ở Mỹ á thì nó nói thế này cũng khó nó, mình nói sao khó thứ nhất là cái last name á à, của tớ là rất là phổ biến ở việt nam như tôi đã kể các bạn thứ hai nữa là cái nơi sinh đó là ghi ở việt nam ví dụ như ghi ở hà nội hay đà nẵng hay là sài gòn gì đó thì người ta biết liền tôi nói không sao đâu nơi sinh là nơi sinh ăn thua gì đâu không có liên quan gì hết á à, tôi giải thích thêm cho bạn tôi thậm chí thậm chí như ông thấy đó ví dụ như là hai vợ chồng mỹ người ta làm việc tại Việt Nam, người ta sinh con tại Việt Nam thì người ta cũng ghi là bon tại Việt Nam, bon tại thành phố Hồ Chí Minh, bon tại Hà Nội, born tại Đà Nẵng, Nha Trang chẳng hạn. Nhưng mà họ là quốc tịch Mỹ, cái chuyện bình thường, à, cái chuyện sinh ở đâu không quan trọng các bạn. À, thì bạn tôi mới nghe, à có lý, có lý, à, phải thảo luận với nhau chứ. Thế là bạn tôi cũng đi về Việt Nam, cũng làm cho tôi vậy đó. Tới vô là quốc tiếng Anh, cuối một quốc tiếng Anh, mà đừng nói tiếng Việt một câu nào hết. Nó nói tiếng Việt mình cứ ngỡ người ra không biết cái gì hết đó à, thì mặc dù là Hồ Nguyễn, họ Nguyễn Hồ Trần mặc dù là bon tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội Đà Nẵng Hải Phòng Gia Trang gì đó không nữa thì người ta cũng cho qua này các bạn đó là kinh nghiệm nha một người bà con tôi chị tôi bây giờ tôi chia sẻ các bạn nha nhưng mà qua cái chuyện ông Singapore này các bạn qua cái chuyện ông Singapore này thì à, cái chiêu của cái người bà con bài tôi bây giờ chắc không có hiệu quả nữa không có hiệu quả nữa. Tại vì bây giờ ngay cả người nước ngoài mà nó cũng sơi luôn mà nó cái mặt cái mặt thằng này thằng Ấn đồ rõ ràng. cái mặt thằng này thằng Ấn đồ rõ ràng đấy. Facebook còn nói này, mà nó cũng không tha, nó giữ passport nha, nó, nó, nó trắng trợn cái bất độ như vậy. Đó. Tôi lược lại những ý chính với các bạn coi này, nó trắng trợn ghê lắm. À, anh ta ghi vào cái chữ tiếp trên cái vé máy bay của tôi nha anh ta giữ, he was holding my passport and asking for it. Giữ cái passport lại luôn. À, và tôi hỏi anh ta cái gì. Thì anh ta chỉ vào pointing to what. Cái gì mà anh ta viết á. À, và ông này, ông giờ khờ là tôi không biết vấn đề gì cả. Và tôi chả biết hỏi ai nữa. Và tôi rất vội trong chuyến bay của tôi. Và cuối cùng tôi phải đưa 500 ngàn các bạn. À, ông nói, ông nói. À, thằng này nó hiểu thằng này, Ấn Độ nó hiểu nó, nó hiểu cái chuyện bình thường ở một số nước nhưng mà là hắn cảm thấy là hắn bị làm con tin giữ lại luôn không cho đi <laughs> à, và 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 tên này là tên Ấn Độ Singapore cho nên là không sợ nó quốc luôn à, nó gửi cho uh, Singapore Ministry of Affairs Foreign uh, tức là bộ ngoại giao Singapore rồi nó gửi cho uh, đại sứ quán Singapore ở Hà Nội và lãnh sứ quán Singapore ở Thành phố Hồ Chí Minh hết à, nó ghi trực tiếp luôn lưu các bạn cho nên cái lời khuyên của à, ông họ hàng tôi ông nói bây giờ vô vô tổng hải quan nói tiếng anh không là coi như là không còn hiệu lực nữa tại vì người nước ngoài nó không chơi luôn bây giờ nó bá đạo nó cút hết trơn à, hải quan việt nam vậy đó vậy mà vậy mà kêu quả du lịch năm nay cố gắng đạt 8 triệu lượt ai à, dám à, năm nay Việt Nam á, cố gắng phấn đấu là năm triệu lực người nha, năm ngoái phấn đấu à, năm lên được cố gắng năm hai nghìn này có 8 triệu lực người lực khác quốc tế năm ngoái 2022 là cố gắng 5 triệu nhưng mà cuối cùng được có ba triệu rưỡi <laughs> năm nay cố gắng 8 triệu biết được không à, bây giờ này bây giờ tôi giải thích các bạn là tại sao mà hải quan việt nam người ta làm như vậy có phải họ là người xấu hay không à, tôi nói điều này thì các bạn phải thông cảm <laughs> thông cảm cho họ nha các bạn biết không muốn vào cái vị trí hải quan đó các bạn những cái vị trí mà ngồi cầm tắt mà lực qua lực về là những người này tốn rất nhiều tiền đưa tiền đưa bà thứ nhất là con ông cháu cha cái đã à, con cháu cộng sản hạnh nhất hạnh nhì cái đã mà việt nam người ta gọi là con cháu cha mà tôi gọi là con cháu việt cộng còn trong việc cộng cũng phải đưa tiền cả mớ tiền mới được ngồi trong này thì dễ đâu <laughs> ngay công an đứng đường mà cũng mơ nhiều tiền không như quý vị trí này các bạn nhiều tiền lắm họ bỏ ra một cái số vốn khá lớn bây giờ họ ngồi đây họ phải thu lại tiền lương bao nhiêu tiền lương như những cái vị cán bộ này ăn lương nhà nước không bao nhiêu cả nhiều khi lương họ người ta quên lạnh người ta bị đó các bạn À, và cái thu nhập chính người ta là những cái tiền tiếp này người ta đòi một cách rất trắng trợn chứ không phải là thích tiếp 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 thôi không có gần như phải bắt buộc người ta bỏ ra số tiền quá lớn các bạn bây giờ người ta phải thu hồi tiền lại làm bằng mọi giá cho nên điều này chúng ta có thể về một góc độ nào đó chúng ta có thể thông cảm thông cảm đóng mở một cách cái xã hội nó như vậy vô những cái vị trí này phải trả rất nhiều tiền bác đạo vậy đó chả cần tài năng gì thứ nhất là con cháu cộng sản thứ hai là phải rất nhiều tiền các bạn cho nên những con người ngồi đây là những con người không phải là có chuyên môn giỏi cũng không phải là có đạo đức tốt mà những con người ngồi đây ngồi ngồi vào cái chỗ vị trí hải quan này đó là con cháu cộng sản và đưa tiền để ngồi vị trí này các bạn như vậy họ có phải là người xấu không thì rõ ràng là xấu rồi chứ nữa vì mặt hình thức là xấu giờ Nhưng mà nhưng mà chúng ta còn hiểu Giống như tôi trình bày người ta bỏ tiền rất là nhiều Bây giờ người ta bị thu hồi vốn lại chứ <laughs> Cho nên có một số người nói tôi nếu có quan hệ quan tôi đâu có tốn tiền đâu những người đã gặp may các bạn gặp may những cái số người đó không có nhiều đâu hoặc là hoặc là giả vờ nói vậy thôi chắc cả đời cũng đi đâu vậy nói vậy tôi nghĩ phải bỏ hết các bạn nhưng mà thường thường người nước ngoài những người mà không liên quan đến việt nam người ta không biết chuyện này giống như cái ông uh, kugan pew này không biết nhưng bây giờ hải quan việt nam phải cho người ta biết <laughs> bây giờ cái chuyện này nó ảnh hưởng đến du lịch không các bạn <laughs> ảnh hưởng nhiều chứ người ta không thích như vậy các bạn ví dụ chúng ta người Việt Nam chúng ta quen cái kiểu này rồi nhưng mà những người nhất là những người mà ở những nước phát triển các bạn người ta không có thích chuyện này người ta không người ta không phải người ta tiết tiền các bạn hai ba chục đô người ta không tiếc tiền đâu thậm chí cả trăm đô người ta cũng không phải tiếc đâu nếu mà cái chuyện đó nó phù hợp các bạn nhưng mà ở đây người ta thấy cái chuyện này nó lạ lùng mà nó lập dị nó quái dị à, và người ta cảm thấy bị xúc phạm nó còn vài chục đô tôi nghĩ người ta đi du lịch hoặc là người ta đi business cái chuyện đó, đó. người ta không quan tâm lắm các bạn <laughs> người ta không có quan tâm lắm đâu nhưng mà người ta cảm thấy bị xúc phạm người ta cảm thấy cái người đối diện một cái người không ra gì người ta bực mình các bạn mà chính người ta bực mình thế này à, từ cái chuyện ví dụ cái ông này ông nói thế này là bạn bè ông rất là nhiều bạn bè ở Singapore, bạn bè ở, ổng, ở Ấn Độ rất là nhiều thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Những người nghe vậy là người ta nản đó. Lẽ ra người ta có kế hoạch người ta đi Việt Nam trong năm 2003, người ta nghe thế này, người ta không đi, nữa, người ta đi qua Thái Lan chẳng hạn. Từ những người mà có công việc gì đó thật cần thiết ở Việt Nam thì người ta mới vào. Còn mà nó để đi chơi cho vui chắc người ta cảm thấy các bạn. Cho nên những vị khách nào mà, mà, mà gọi là khách du lịch mà đi vào Việt Nam á, thì những người là thứ nhất là họ có cái quan hệ với ở việt nam ví dụ làm ăn mua bán gì đó họ qua họ làm việc còn nói mà những người mà đi chơi vô việt nam thì tôi nghĩ không có ai mà chơi cả chỉ có những tay ba lô nghèo nó mới đi thôi tại vì việt nam à, là, là mấy tay ba lô nghèo nó nó rẻ nó quan tâm tới chất lượng nó nghĩ đồ rẻ nó vô nó ăn nó ở thôi mà những cái thằng tay cùi này mà cái tụi hải quan này nó vòi tiền nó cũng đưa à, Nó không có tiền đâu Cùng lắm nó kẹp một hai ba đô là chỉ là, là 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 chừng nó thôi chứ họ không đưa nó dơ cái mặt y ra Nhưng mấy hải quan nó thính lắm nhìn mấy người Tây, tây bao Lô nghèo nó trả thèm hỏi đó các bạn cho nên mà du lịch nước ngoài mới đi vào Việt Nam mà toàn mấy người Tây ba lô nghèo không nữa. còn những người khác khá khá họ vào Việt Nam đâu. Thứ nhất Việt Nam chả có gì chơi và biết bao nhiêu những cái chuyện à, mà nguy hiểm rủi ro khi vào Việt Nam mà cộng thêm cái chuyện hải quan này nữa người ta rất bực mình các bạn rất bực mình à, cho nên là kế hoạch của Việt Nam mà đón khách du lịch mà cái như lấy có tới 8 triệu lượt khách tôi không biết là có đạt mà hay không tôi cầu một chút đạt nha. <laughs> đạt nhưng mà khách sụp sụp với như chứ còn 8 triệu lượt khách này toàn Việt Kiều người gốc Việt với mấy người Tây Ba Lô đói thì thì trả được cái gì tại vì số tiền tiêu bao nhiêu <laughs> người gốc Việt tiêu nhiều, chứ còn mấy người Tây Ba Lô đói này À, coi như là uh, cái sự tiêu pha mỗi người nó chả đáng bao nhiêu hết trơn mà cái hải quan này hải quan bá đạo này là một một trong nhiều nhiều nguyên nhân nó làm ảnh hưởng đến cái nền du lịch việt nam các bạn rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn việt kiều việt nam việt nhớ đi việt nam nhé nhắc tiền bố nhé nhắc tiền bố thôi phiền phức lắm <laughs>